Hello, xin chào các bạn. Tôi là chuyên của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn. Thì hôm nay bác sĩ vừa thực hiện xong một ca nâng cấp vùng họng này cho một cái khách hàng này trẻ tuổi chưa lập gia đình. Thì em này cũng mặc áo 2 dây rất nhiều. Thì em muốn thứ nhất là đặt là không ảnh hưởng tới việc cho con bú sau này, và đồng thời để mặc áo 2 dây thì không để là sẽ bên ngoài. Thì sau khi bác sĩ thăm khám đo đạc chọn một xe túi rất là phù hợp nha các bạn. Thì bác sĩ cũng chọn đường tốt nhất là đường chân mặt, thì để thứ nhất là giấu sẹo để cho em này mặc áo 2 dây không ảnh hưởng gì. Thì sau khi làm các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh trước khi làm lên như thế này, thì vòng ngực cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà sau khi làm thì các bạn nhìn thấy vòng ngực rất là tròn, rất là đẹp và đều hai bên nha các bạn. Chân ngực đều và khe ngực rất là khít. Mới thì nó còn hơi sưng gì thì khoảng 1 tuần lễ tới 10 ngày thì sẽ rất là khít, và đồng thời không bị bè ra hai bên ở tư thế nào. Và cái ngực nó có một độ lài từ trên xuống rất là tự nhiên, nó không có bị một cái khắc ở phía trên này nha các bạn. Đó là một cái việc chọn túi, xe túi như thế nào là không bị khắc. Vậy bạn nào có ngực nhỏ hay là ngực xa trễ, hoặc là đã làm rồi mà chưa hài lòng, thì các bạn đừng ngại liên hệ trên fanpage của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn nha các bạn. Quang xin chào các bạn.